không có người khách nữa. Nobody. No one in here, I don't make money. Tiệm nail không có khách nè, có khách vô kìa. Ho bì không có người đi ăn luôn. Không có khách mà luôn đó, parking lot không có xe luôn. Có được một chiếc, hai chiếc. Ai cũng sợ vi trùng vi rút ở nhà mẹ nó hết rồi. Tiệm nail so slow hả? Nè, có ông chủ vô sáng giờ chưa có khách làm nè, đứng có mình thờ nè, thấy không? Không ai đi làm nail hết trơn, thấy không? Mình nghe có nhiều tiệm nail giảm giá 50% nữa mới ghê. Anh ở ngày Monday nè, thứ hai nè mà không có khách luôn. Người ta ở nhà hết rồi. Tiệm nail vắng tanh và tành luôn là no money, thấy không? Không có khách, thấy không? Ở ngoài kia every business so slow. Look at that, all these have no people there either. We'll see later, mình có bí gì không? Bây giờ không có khách nè. Sáng giờ mình được hai người khách rồi. Hai người khách sáng giờ trong tiệm được mấy người khách đây.